Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tắc lệnh này nhá. Vâng. Các em có thể xem ở trong vở của mình và cứ ghi thôi, xong lát nữa mình sẽ có thời gian thực hành sau. Vâng. Đầu tiên này, chúng ta vào cái phần image này, chọn enrichment này, và ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái lệnh ở trong này. Lệnh đầu tiên là brightness contrast. Brightness contrast là lệnh làm sáng tối và tăng giảm cái tương phản của ảnh. Làm sáng tối và tăng giảm tương phản. Trong hai cái thanh này, thanh đầu tiên brightness là làm tăng hoặc giảm sáng tối. Đó, chúng ta kéo về bên phải thì sẽ là tăng sáng. Kéo bên trái thì nó sẽ tối đi. Đó, với cái ảnh này nó đang bị tối thì mình có đẩy về bên sáng một chút. Đó. Đẩy bên sáng một chút, và nếu như mình thấy cái độ tương phản của nó vẫn nó bị mạnh quá thì mình có thể giảm nó đi một chút thì nó sẽ êm chẳng hạn. Còn nếu mà tăng lên ấy thì nó tương phản nó sẽ như này, đó. Thì nó sẽ tối om hoặc sáng rực ấy. Thì mình có thể là giảm tương phản đi một chút và tăng sáng lên thì cái ảnh nó đã khác rồi. Tiếp theo chúng ta sang cái lệnh nó level. Nguyên tắc là Control L. Đây là cái lệnh cân bằng màu. Lệnh này khá là quan trọng, hầu hết như ai chụp ảnh cũng phải trải qua cái lệnh này để cho cái ảnh của mình nó được đẹp hơn, đủ sáng tối hơn. Cân bằng màu, cân bằng sáng tối, cân bằng màu. Tức là nó cân bằng cả cái độ sáng tối và cân bằng cả màu sắc. Nó có hai kênh làm việc cùng trên một cái lệnh này. Nó không thay được, cái brightness là nó còn có cả tương phản nữa, nó hiệu chỉnh được rộng hơn. Rồi, vào trong cái bảng này nhá, quan trọng là chúng ta sẽ phải biết phân tích cái bảng này, chứ hầu hết mọi người chỉ biết là cái thanh này nó đại diện cho màu tối, hất xuống là tối, cái thanh màu sáng, hất xuống là sáng, hất sang trái là sáng, hoặc là đẩy cái này thôi, nhưng mà chúng ta không biết được cái mức độ đủ màu, người ta gọi là no màu ấy, ở cái thanh này như thế nào là vừa phải. Bởi vì có thể khi chúng ta sử dụng, chúng ta nhìn thấy cái ảnh này nó tối thì chúng ta cứ căng bừa nó lên thôi mà cũng không biết đến điểm dừng là bao nhiêu là vừa đó, thì dẫn đến việc là cái ảnh chúng ta căng lên ấy mà chúng ta chỉnh nó quá đà ấy, thì nó bị sáng quá, khi mình đi rửa ảnh nó sẽ không còn đúng màu, nó không còn nét nữa, nó bị chói, nó bị sáng quá chẳng hạn. Thế đây chúng ta sẽ chỉnh như sau nhá. Với cái bức ảnh này chúng ta chỉ cảm nhận chung là tối và chúng ta đẩy lên thôi. Nhưng để cho nó đủ màu ấy thì chúng ta đang thấy cái vùng tối này. Cái vùng nó đang bị thiếu màu sáng. Cái vùng nó đang bị đủ màu sáng rồi. Vậy chúng ta muốn cái phần này nó đủ màu sáng thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái chất màu sáng này đẩy vào đây, đẩy về phía màu sáng thì nó sẽ sáng thôi. Sau khi đẩy về phía màu sáng thì chúng ta cần cảm nhận bằng mắt mình như này để xem cái mặt này đủ sáng chưa. Chưa đủ sáng, lúc đó chúng ta mới dùng cái thanh ở giữa, đẩy sang bên trái một chút nữa thì cái ảnh của nó đủ sáng hơn. Ok chưa ạ? Thì đấy là cái cách làm việc đầu tiên mà chúng ta đang làm việc trên cái kênh RGB. Rồi, mình có thể so sánh trước, sau khi chỉnh đây. Đây là trước khi chỉnh và đây là sau khi chỉnh. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ thử một cách thứ hai nhé. Mình sẽ phải chuột vào đây và mình chọn duplicate sang một cái ảnh nữa để mình thử hai phương pháp. Với cái cách đầu thì mình chỉnh bằng cái hệ màu RGB. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sang một cái kênh màu chi tiết hơn một chút mà vẫn ở cái lệnh level đó. Chúng ta lại vào xóa cái layer đã chỉnh này đi. Đây. Chúng ta thử một cách thứ hai để so sánh với cái hình ảnh chúng ta chỉnh ban đầu đấy thì nó có gì khác nhá. Chúng ta vào image này, level này, ra lệnh đó. Rồi, vừa chúng ta chỉnh ở cái kênh màu RGB nhé, bây giờ chúng ta chỉnh ở cái kênh màu khác. Chúng ta sẽ không chỉnh ở kênh màu tổng hợp RGB. Cái kênh RGB thì nó chỉnh tất cả màu và nó chỉnh chủ yếu là độ sáng tối. Đó. Còn màu sắc thì có thể mình nhìn thấy nó hơi nhợt nhạt. Bây giờ mình sẽ so sánh nhé. Mình sẽ chỉnh sang hệ Z này, hệ màu đỏ này. Và mình thấy cái vùng này nó đang thiếu thì mình sẽ lại đẩy cái chốt màu sang.
nó đỏ kệ nó nhé, chưa quan tâm đến việc nó đỏ như thế nào cả, mình cứ đẩy cho nó đủ, bởi vì mình đang đang quan tâm đến cái thông số của nó thôi, còn chưa nói đến cái cảm nhận ở đây. Thì thấy thông số của nó thiếu thì mình cứ chỉnh cho nó đầy thôi. Tiếp theo đến cái kênh green, nó cũng thiếu thì mình lại chỉnh cho nó đầy. Tiếp theo đến cái kênh blue, nó cũng thiếu, lại chỉnh cho nó đầy. Rồi, sau đó mình sẽ quay trở về cái kênh tổng hợp RGB. À, nó thấy ở đây mình thấy nó chưa đủ sáng thì mình có thể đẩy một thêm một chút nữa ở cái chốt này cho nó sáng lên một tí. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cảm nhận xem mình vừa chỉnh cái này là từ kênh màu một đó. Rồi đây là mình sẽ chỉnh cơ ở cái kênh tổng hợp. Thì so sánh giữa hai cái cách chỉnh này, chúng ta thấy cái cách chỉnh nào đẹp hơn? Cái gì thứ hai ạ? Đúng rồi, bởi vì sao? Nó có đủ Làm màu cho sắc các tổ hơn. hợp các màu. Đúng rồi, các màu sắc của nó đều được đẩy lên. Còn với cái kênh này mình thấy nó bị xám xám như này, nó chỉ quan tâm đến độ sáng tối này nhiều thôi. Còn đây là nó quan tâm cả đến cái vấn đề màu nữa. Thì cái ảnh của mình nó không bị tái, nó có đủ màu hơn. Đó, thì mình mất công hơn một chút, vẫn là cái lệnh đó cho mình mất công hơn một chút thì sẽ có một cái ảnh đẹp hơn, tươi hơn. Đây ạ. Ok, có một cách chỉnh thứ ba nữa. Thì cách chỉnh này cũng tùy theo mình cảm thấy chỉnh bằng cách nào ok thì mình chỉnh thôi, nhưng mà mình sẽ so sánh rồi mình tự cảm nhận này. Cách tiếp theo, nó có ba cái công cụ lấy mẫu bút này này, lấy mẫu màu này này. Một là màu tối, màu trung gian và màu sáng. Ví dụ chúng ta thử này, nhấp cái bút này vào màu sáng thì ảnh của chúng ta nó sẽ sáng lên. Đó, nó sáng sáng lên. Nếu mà chúng ta nhấp vào cái vùng tối thì ảnh nó sẽ sáng bật quá. Đó. Còn nếu chúng ta sử dụng cái bút màu tối và chúng ta nhấp vào cái vùng tối thì ảnh nó sẽ tối đi. Đấy ạ. Thì với các cái công cụ này chúng ta có thể sử dụng trong trường hợp là ảnh của mình nó ít màu thôi á thì sử dụng được, với ảnh nó nhiều sắc độ thì sử dụng nó sẽ không tốt. Bây giờ chúng ta sẽ thử mở cái biểu đồ ra và so sánh trước và sau khi chỉnh cái biểu đồ nó khác nhau gì nhá. Cái này mình sẽ chỉnh, mình lại nhấn Ctrl L nhá. Đó, đây là sau khi mình chỉnh thì cái biểu đồ này của mình, cái giải màu sáng thì nó được giải hết cả cái biểu đồ này luôn rồi. Còn với cái ảnh mà trước khi chỉnh đây, trước khi chỉnh thì mình cũng mở biểu đồ ra. Trước khi chỉnh thì giải màu của nó bị hụt màu đây, đúng không ạ? Chỉnh xong rồi thì mình thấy đủ rồi. Vậy thì những cái ảnh mà mình chỉnh xong mà mình những cái ảnh kể cả mình chưa chỉnh mà mình thấy nó đủ như này là ok rồi. Chỉ có cảm nhận bằng mắt mình mà mình thấy nó chưa hài lòng lắm thì mình có thể chỉnh thêm một xíu thôi. Còn nếu là chỉnh quá đà, mình chưa quen nhìn ảnh, mình chỉnh quá đà nó sẽ bị lốp hết cả ảnh. Đó, nó bị lóa hết đi. Yeah. Vậy thì vấn đề không phải là mình quen nhìn ảnh hay không nhìn ảnh, mà mình cứ nhìn biết cách đọc cái biểu đồ đấy là đã ok rồi. Lệnh thứ ba đó là lệnh crop. À, đây cũng là một cái lệnh cân bằng màu. Mỗi cái lệnh thì nó có một cái sự khác biệt nhau một chút thôi, nhưng mà về cái phần biểu đồ thì nó cũng gần tương tự như vậy. Đó là chúng ta nhìn thấy cái vùng này này nó đang bị tối thì mình đẩy nó sáng lên thôi. Bình thường mọi người không biết thì có thể chỉnh bằng cách là gì, cứ đẩy nhìn cái ảnh này nhá, cứ đẩy nó sáng lên này, cứ đẩy lên, hất về phía bên trên thì nó sáng, hất về phía bên dưới thì nó tối. Đó. Nhưng mà nó lại không chi tiết và đúng cái vị trí cần sáng tối. Vậy thì nếu như mà đúng ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái này này nó đang tối, tức là cái vùng này đang bị thiếu cái màu sáng. Vậy chúng ta sẽ hiệu chỉnh đúng cái góc đấy thôi, đẩy nó lên, đẩy nó lên đó. Ok chưa, đẩy cái vùng sáng nó lên giống như mình sử dụng ở cái lệnh level kia, đó là chúng ta chọn kênh màu này Z và mình sẽ đẩy cái vùng Z nó đang bị thiếu đây này. Đó. Tiếp theo đến green cũng thế, mình sẽ đẩy cái vùng thiếu đây này. Blue cũng vậy, đẩy cái vùng thiếu đây, cứ chỉnh biểu đồ thôi. Đó, thì chúng ta thấy cái ảnh của mình cũng đã đủ sáng tối hơn và nó cũng có màu đấy chứ. Trong trường hợp chúng ta đẩy lên mà chúng ta thấy vẫn chưa hài lòng thì chúng ta có thể tiếp tục sử dụng sang cái kênh này.
Đó, và chúng ta đẩy tiếp cái kênh này sang ấy, giống hệt như chúng ta sử dụng ở cái level kia thôi. Đó, thì sau khi chỉnh xong này, mình thấy ảnh của mình nó cũng khá là tươi tắn, môi tươi, da rẻ cũng tươi, nó không bị tái tái đúng không? Thì đây cũng là một cách chỉnh nhá.